Bạn đã muốn tìm Ark Free Fire, Ark Roblox thử vận may uy tín chất lượng? Ghé ngay realgi.net, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Realgi của mình. Ok, hôm nay thì bên Anna Free Fire ra mắt chúng ta đó là cái bộ đạo sĩ quay trở lại. Đấy, cái bộ thuật sĩ đó là một cái bộ mà thật ra lâu rồi như bên Anna mình cho quay trở lại vài. Đấy, chắc là phải lâu lắm rồi ấy. Tại vì tôi nhớ là họ thường hay cho la lại cái bộ phong cách tuồng chèo thôi. Đấy, bộ pháp sư Trung Hoa thôi. Chứ còn cái bộ này thì hình như là đây là lần đầu tiên cho quay lại sao ấy. Đấy, bởi vì là trong tài khoản tôi chỉ có duy nhất một bộ bảy đá ba sớ. Đấy, còn không có các bộ khác. Đấy, hình như là lâu cho quay lại thì anh em có thể sử dụng cái bản vẽ để có thể đổi để 20 huy hiệu hạt ngô rồi nha anh em nhá. Đấy, huy hiệu hạt ngô đấy, lắm lại huy hiệu buồn cười thật sự. Đấy, thì cái bộ thuật pháp này hình như là nó phải 2 năm rồi mới quay trở lại. Bây giờ thì nói chung là chế tác nó cũng không ra nhiều như hồi xưa nữa, thế nên là bây giờ có chế tác mới là vui rồi. Đấy, có chế tác mới thì là vui rồi, đòi hỏi gì nữa. Ok, đấy, hôm nay may ra thì quay trở lại một số chế độ cũ, ví dụ chế độ đặt bom hoặc chế độ gọi là bậc thầy vũ khí. Tôi rất là thích chơi chế độ đấy. Đấy, ok. Nào, tích cực quay tay, vận may sẽ tới. Xem vận may có tới không. Một phát ra luôn bộ đồ này. Úi dồi ôi, toàn 1 với 2. Toàn 1 với 2 này dở rồi. Toàn 1 với 2 này thì chắc kèo 2.000 ím gương. Hơn 2.000 ím gương một bộ đấy. Và toàn huy hiệu hạt ngô. Toàn 1 với 2, sợ thật đấy. Mình bắt đầu với 44.300 kim cương nha anh em nhá. Rồi, toàn 1 với 2. Hóng rồi, hóng rồi. Ui, ra 10 cái 1 ạ. Đùa, có cần thiết nó phải keo kiệt như thế không anh cả dán. Đấy, ui xối, toàn 1 với 2. Ui xối, lại ra 10 phát 1 tiếp này. Vâng, vòng quay này không giòn một tí nào nha anh em nhá. Như vậy để lấy một bộ nó mất khoảng 2.000. Thực ra giá này tương đối đắt. Ngày xưa là 5 đá 3 sớ, 5 đá 2 sớ tôi không nghĩ là mất đến 2.000 ním gương đâu. Đấy, nhưng mà thật ra thì đây cũng là một con số tương đối đắt. Đấy, mà thật ra cái bộ thuật sĩ này nó cũng kén người dùng á. Nó cũng kén người dùng, không phải anh em nào cũng dùng được đâu. Đấy, không phải anh em nào cũng thích cái bộ này đâu. Cái bộ này nó có một đặc điểm đấy là hai cái bộ đó, những cái bộ chỉ có hai cái bộ đồ đắt nhất thì nó mới có cái mặt nạ, còn những cái bộ đồ sau nó sẽ không có cái mặt nạ che mặt. Đấy, nó không có cái mặt nạ đo đỏ phong cách tuồng chèo ấy. Đấy, không có. Đấy, bất đúng 2.000 ním gương lấy bộ đạo sĩ xanh này nha anh em nhá. Đúng 2.000 ním gương luôn, không phải nói nhiều. Những bộ này sẽ không có cái mặt nạ, anh em chú ý như thế. Thì chỉ có hai bộ đắt nhất thì mới có mặt nạ thôi. Hai bộ đắt nhất thì anh em phải chơi độ tầm 2.500. Đấy, 2.500 ním gương để lấy được. Đấy, cay chưa, cay chưa. Thì anh em chú ý là bộ cao nhất mới có cái mặt nạ, thì khuyên anh em nên đổi bộ cao nhất. Nhưng mà chính ra là cái bộ cao nhất này tôi lại không thích cái đằng sau. Đấy, cái đằng sau của nó thì nó là cái đằng sau của nó thì nó là cái hình mặt nạ đạo sĩ, nhưng mà cái bộ màu xanh ấy, mặt nạ sau hình con sói. Đấy, cái mặt đằng sau hình con sói ấy, trông khá đẹp mà màu ấy trông nó khá là mượt. Đấy, khá mượt mắt. Mỗi tội nó không có mặt nạ đi kèm thôi, thì anh em phải gắn một cái mặt nạ nó khác. Thật ra thì anh em gắn mấy cái mặt nạ đầu sói, mặt nạ kiểu nhìn khẩu trang hầm hố thứ thì cũng ngon. Đấy, cũng ngon. Nói chung là 2.000 kim cương thì tính ra là 5 lít à, và 400.000. Đấy, với 400.000 đấy anh em có thể cái Warrior Key Store mua cho mình một tai nghe cộng một quả tản nhiệt. Đấy, hai thứ hết chỉ 400k mà nó mang lại nó hiệu quả chơi không chỉ Free Fire, liên quân chơi các tựa game di động bách này chéo đen luôn. Bên cạnh đó ấy, thì khi mà mua đấy, một tai nghe tặng ngay một con mini Lego, mua một quả tản nhiệt tặng ngay bao tay mới mổ, đường link mình để trong phần tham khảo dưới phần comment, hoặc anh em có thể vào thẳng Shopee Realgi Store HN để mà xúc cho mình nhá. Đấy, ok, lực chưa, lực chưa, gọi là lực, lực không cần lực như con mực luôn. Đấy, chết lường cả ngừ luôn. Trời ơi, đâu rồi, thằng nào loanh quanh đấy bắn được tung người. Đấy, bắn được tung người lâu hóng với tụi mình. Ôi hủy diệt, hủy diệt, triple kill, triple kêu, hủy diệt anh em ạ. Lâu lắm ấy tôi mới chơi chế độ bậc thầy vũ khí ấy. Chơi này cũng hay mà mỗi tội là đồng đội mà ngáo chịu. Đấy, chơi này chỉ sợ nhất gặp đồng đội ngáo, team mình còn đang chưa up được súng phát team địch ra dã team mình như dã gạo rồi. Đấy, khổ lắm luôn. Đấy, cố gắng là dẫn trước địch về súng thôi, nhưng mà thực ra là cái này nó phụ thuộc vào xem đồng đội mình bắn nó hay không, chứ còn đồng đội mình bắn như cái nìn nịt thì cũng chịu. Đấy, tôi thấy đồng đội tôi chết hơi nhiều, toàn thấy đồng đội mình chết. Đấy, mà gánh nó phải gọi là còng lưng anh em ạ, gánh còng lưng luôn.
Tao đánh còng hết cả lưng mày, mày chạy đâu, hủy diệt server. Ok, một vài thông tin quan sinh nhật sắp tới Anna Free Fire đây. Sinh nhật sắp tới thì anh em hỏi là có đồ gì free mà đáng chú ý hay không. Thì chúng ta sẽ có một cái bom keo hình con ngựa trông rất là khắm bẹn này. Đấy, trông rất là bựa luôn. Năm nay có vẻ như bên Anna lại quay trở lại phong cách của mùa sinh nhật mùa thứ tư. Đấy, tức là hồi trước là có cái bộ đồ good chop ấy. Đấy, thì lần này chúng ta cũng sẽ có những cái bộ đồ hài hước gì đấy. Thì lần này chúng ta sẽ có một cái quả gọi là ảo mộng cầu vồng ước mơ kỳ lân đủ màu sắc. Đấy, chúng ta sẽ có một cái bom keo hình con kỳ lân sống ở đấy, kỳ lân trong kiểu cun ngầu ấy, và kỳ lân mà đeo kính ở cun ngầu xong cười răng vàng, tôi méo hiểu. Đấy, tôi không hiểu sao năm nay chọn cái phong cách sinh nhật là kiểu con năm ngoái phong cách sinh nhật rất là ngầu nhá, Justin Bieber xong rồi vũ trụ hủy diệt các kiểu. Năm nay làm quả bom keo trông con ngựa nó cười trông buồn cười vậy trường. Đây sẽ là cái sinh nhật Free Fire năm nay thì không biết là cái bom keo này có free hay không. Đấy, nhưng mà tôi hy vọng là bông keo sẽ free. Đấy, tôi hy vọng là sẽ free. Bên sinh nhật không tặng free, còn tặng free gì nữa. Tiếp theo là một skin súng mà có khả năng là free. Đó là skin AN94. Skin này sẽ có tên là cái gì đó Popper, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng nó sẽ là skin AN94. Nhưng mà về cơ bản nó chỉ là sơn lại mà thôi. Khẩu này thì cộng cho ta 2 tầm xa, 1 băng đạn. Thì khẩu này là 99% là free. Tôi nghĩ là như thế. 2 tầm xa, 1 băng đạn đi thì tội gì mà không free. Đấy. Đấy, nói thật anh Nga Gián mất gì không free, giảm một tốc độ di chuyển. Thì tôi nghĩ là cái skin súng sinh nhật free năm nay sẽ là khẩu này. Năm ngoái là khẩu gì nhỉ? Năm ngoái khẩu gì tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng mà năm ngoái hình như năm ngoái không nhớ là có skin súng free không. Đấy, năm ngoái tôi chỉ nhớ là ra M87 vũ trụ hủy diệt thế thôi. Đấy, còn chả nhớ là nó ra có skin gì free. Nhưng năm nay chúng ta sẽ có khẩu AN94 này free. Đấy, tôi nghĩ là sẽ free. Khả năng hé lộ, khả năng cao là sẽ có free. Anh em cứ gọi là vui vẻ sẵn trong lòng đi. Nếu anh em chưa có skin AN94, tôi nghĩ anh em nhiều skin AN94 vãi trưởng, anh em cần quay đâu đúng không? Đấy, cần gì đâu, không biết các bạn như nào, nhưng mà AN94 nhớ là AN94 triệu đô rất là ngon, một tốc bắn một xuyên giáp đấy là đã free rồi thì còn đòi hỏi gì nữa. Tiếp theo là một skin xe máy trông nó cũng dị không kém anh em ạ. Đấy, skin xe máy nó đúng là theo phong cách con ngựa cười hôm nay luôn. Đấy, thì đằng sau nó sẽ có hiệu ứng bung 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 xòe, nhưng mà chính là kể cả xe máy có cái xe máy siêu trộm ấy mà có cái hiệu ứng lửa màu đỏ đỏ sau chóe loẹ kiểu ấy vẫn chưa thấy, chưa bán xong ở Việt Nam, tôi không biết là bán bao giờ chưa. Đấy, nhưng mà đến thời điểm hiện tại tôi không tài khoản tôi chưa có cái xe đấy. Thì cái lần này chúng ta sinh nhật này chúng ta sẽ có một cái xe máy trông nó rất là chóe. Đấy, trông nó rất là chóe luôn, trông gọi là chóe là loẹ luôn. Thì nói chung là sinh nhật năm nay của Free Fire năm nay nó sẽ diễn ra ở đâu đó khoảng tháng 7. Đấy, năm nay tức là năm mỗi năm mà chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật Free Fire vào tháng 8, nhưng mà có vẻ tháng 8 thì nó sẽ sang cái phiên bản OB41. Đấy, cái phiên bản của B41 nó rơi vào đầu tháng 8, thì là bên Anna họ sẽ đưa cái sinh nhật Free Fire vào tháng 7. Đấy, tức là ngày xưa thì sinh nhật Free Fire bắt đầu kiểu tháng 11, xong tháng 10, xong lùi xuống tháng 9, xong lùi xuống tháng 8, năm nay lùi xuống hẳn tháng 7, tại vì có thể ở tháng 8 thì nhiều anh em lại bận đi học. Đấy, bắt đầu bước vào năm học mới, thì bên Anna quyết định là lùi xuống tháng 7. Tôi nghĩ là cái giai đoạn cuối tháng 6, đầu tháng 7 sau lúc thi học xong là ngon nhất. Đấy, thi học xong thì trong khoảng giữa tháng 7 cho đến hết tháng 7 đầu tháng 8 thì gần như là các bạn học sinh trong năm là chơi bời. Đấy, năm học mới chưa bắt đầu mà năm học cũ tức là thi cử nó cũng đã xong. Đấy, thì đấy là cái thời điểm anh em chơi nhiều nhất. Đấy, thì Gaina họ tập trung cái chuyện đấy là họ muốn là đẩy cái số lượng người gọi là tham gia vào trong sự kiện sinh nhật lên cao nhất. Đấy, thì họ sẽ tổ chức vào tháng 7. Đấy là để giải thích cho một số anh em hỏi là tại sao sinh nhật Free Fire thì năm thì tổ chức vào tháng 11, năm tổ chức tháng 10. Đúng thì nó phải là tháng 11. Đấy, hoặc là tháng 10. Đấy, xong rồi mỗi năm lùi đi một tháng, rồi tháng 9, sau năm ngoái tháng 8. Đấy, hay năm thứ 3, năm thứ 4, năm thứ 5 đều tháng 8 và năm thứ 6 chuyển tháng 7. Đấy, lý do về nó là như vậy. Đấy, ok. Team mình bắn sau một lúc bắn thì mình lại bị team địch nó dẫn anh em ạ. Đấy, méo hiểu sao bắn một lúc thì tự nhiên địch nó lại 12 mà team mình lại 11. Chả hiểu team mình bắn được gì, thôi xong rồi. Nó chuyển qua cả ném lựu rồi, team mình vẫn còn đang gọi là hấp hối như này, hỏng rồi, hỏng thật rồi. Sao mình giết đến tận 27, 28 mạng team vẫn thua thế nào nhỉ? Đấy, team này thì tệ thật. Team này thì quá tệ luôn, buồn quá buồn team luôn, thế là thua. Và mày mày mà thà chết không chịu thua, mày mày ui nó cầm chày,
và nó cầm chày, mày cầm chày này, và đến lượt mình ném lựu rồi. Nào, team mình đừng có ai để bị nó vụt vụt chày chết nhá. Và đừng để ai để nó vụt chày chết. Thôi xong. Đấy, thôi xong, thua rồi. Và team mình ăn hại thật sự ạ. Và mình ăn hại quá, đỡ thế nào được. Ai, ui, toàn 15, 12, 16 triệu đấy, bó tay đấy. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên đến với kênh của Ri, đừng quên để lại bình luận, like và subscribe. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.